chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Joker Helmet Shop. Hôm nay tôi muốn review một chút về chiếc mũ Arai này sau một thời gian sử dụng. Trước hết tôi muốn nói qua Arai là một hãng của Nhật Bản. Họ sản xuất mũ gần như là thủ công, và nó tuy là có dây chuyền nhưng mà tất cả những cái khâu kiểm định từ làm vỏ cho đến lót các thứ là đều do người làm, không phải là do máy móc. Và cái việc kiểm tra chất lượng nó rất là ngặt nghèo, số lượng sản xuất cũng không nhiều lắm. Thường là một mẫu như thế này, nếu mà bán ra thị trường thì chỉ được khoảng trên dưới 1 năm là nó sẽ hết hàng, không sản xuất ồ ạt. Cho nên là những cái mặt hàng này của Arai và của Shoei thì thường là giá nó rất cao, bởi vì chi phí sản xuất và kiểm tra chất lượng nó cao. Đấy. Nếu mà các bạn hay xem cái giải đua nguy hiểm nhất hành tinh, cái Ironman PT, thì cái giải đấy đa số các bạn sẽ thấy là lựa chọn Arai và Shoei, bởi vì hai cái hãng này nó hai cái uy tín gần như nhất thế giới. Tuy là gần đây có một số shop ấy, họ bán hàng fake, giá chỉ ở trên dưới 1 triệu hoặc là trong khoảng 6-7 triệu. Nhưng mà các bạn lưu ý là trên Joker Helmet Shop chúng tôi có đăng một bài phân biệt để giúp các bạn nhận ra được đâu là hàng thật và đâu là hàng fake. Bởi vì tuy là có thể nó làm được cái tem và cái logo ấy có thể giống, nhưng mà những cái chi tiết sắc sảo và những cái một số những cái mà nó tính số tính năng cao cấp thì nó phải bắt chước được. Thì tay tôi đây là chiếc Arai Quantum J, thì thị trường Mỹ nó gọi là chiếc Vector 2. Thì chiếc mũ này thì nó được định vị phân khúc ở bên dưới chiếc RX7X. Chiếc RX7X thì nó là chuyên dùng cho track, nó hơi có thiên hướng để chạy đua hơn, chạy trên đường đua. Tôi sẽ làm một video để giúp các bạn phân biệt sự khác nhau giữa mũ đua và mũ chạy đường phố. Chủ yếu cái sự khác nhau nó sẽ nằm ở cái phần khe gió và cái phần cái độ bóp má, bóp mặt. Thì các loại mũ mà để đua thì thường là nó sẽ bóp chặt hơn, nó không tạo cho bạn cảm giác thoải mái, nó không nghiêng về cái mặt thoải mái mà nó sẽ nghiêng về độ an toàn. Đấy. Còn những cái mũ mà thiên về chạy đường phố hoặc chạy đường dài thì nó sẽ có cái sự thoải mái nhất định để các bạn đi lâu, đội lâu mà không bị cảm giác bó và tắc nghẽn mạch máu. Đấy. Đôi khi là các bạn có thể chọn nhầm mũ, tại vì mình biết có nhiều bạn lại đi đường dài nhưng mà lại đội mũ dành cho đường đua, thì đội như thế nó sẽ rất khó chịu. Các bạn nếu mà muốn gọi là có một chiếc mũ duy nhất ấy, thì mình nghĩ chiếc này khá là thích hợp, bởi vì nó là sản xuất dành cho có thể là 3 phần cho đường đua và 7 phần để chạy đường phố. Đây, về hệ thống thông gió thì Arai có lẽ là cái hãng đầu tiên mà có cái hệ thống thông gió ở mí mắt trên kính như thế này. Ở đây có 2 khe có thể đóng mở được, và nếu mà các bạn mở ra thì bên trong các bạn sẽ nhìn thấy ở đây hai bên là có 2 cái khe để hút gió vào. Các bạn sẽ thấy 2 cái khe để hút gió vào. Cái phần này nó sẽ lùa vào hai bên mi mắt và giúp cho cái phần lông mày nó không bị đọng mồ hôi. Như các bạn biết là nếu mà những ngày nóng ấy mà hai bên mi mắt nó đọng mồ hôi thì nó sẽ có cảm giác rất là khó chịu và mình ngứa. Chỉ muốn nó nhột nhột của mình, chỉ muốn gãi mắt thôi.
nhưng mà cái này nó sẽ xử lý được hết. Đó. Nó cũng góp phần làm tống những cái đọng xương ở bên trong ra ngoài. Ở đây có một cái khe gió khác, có thể mở hết cỡ thì nó như thế này, mở từng nắp thì nó sẽ hé hé như thế này, đóng hết ở bên kính. Đây là những cái chi tiết mà hàng fake nó không thể làm giả được, kể cả Shoei cũng thế. Cái kính này nếu mà các bạn đóng nhẹ nhàng thế này thì nó sẽ có một độ hở nhất định ở trên đây, nó sẽ lùa gió vào để các bạn có đủ dưỡng khí và nó cũng lùa lên mắt. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn tuyệt đối, ví dụ đi qua những cái bãi cát bụi chẳng hạn, thì các bạn mạnh xuống thì nó sẽ chốt luôn, khóa kính lại. Đấy, và ở đây cũng không còn cái khe hở nào hết. Bên trên thì cũng có hai khe lùa gió này, gạt lên phía trước là đóng. Đây là một, đây cái đằng sau cũng vậy. Đằng sau đây là khe để thoát gió. Chúng ta có một khe ở trên đỉnh đầu đây, đây là đóng, đây là mở. Thực ra nhìn ở đây thì có ba lỗ, một lỗ đây, một lỗ đây và một lỗ đây. Thì đóng mở này nó sẽ cùng lúc nó che ba cái lỗ này lại và là mở ra, và có hai lỗ ở phía sau này. Cho nên là cái chiếc Quantum J này thì nó là một chiếc mũ rất là phù hợp để đi đường dài, bởi vì nó hệ thống phóng khí của nó sẽ tốt hơn một chút. Bởi vì việc mà có nhiều khe thoáng khí thì nó cũng phải trả giá một chút, thì là đổi lại nó sẽ hơi ồn hơn một chút so với những cái mũ racing. Mũ racing thì thường là nó để chạy đường đua, chạy nhanh, cho nên là nó ít khe gió để cho nó giảm cái độ ồn. Chiếc mũ này thì là vượt chuẩn Snell đây, là được chứng nhận Snell của Mỹ. Đấy, nhưng mà nó bán ở thị trường Nhật cho nên là logo của nó là logo xanh này, chứ không phải là logo DOT hay là ECE của thị trường châu Âu. Về kính thì hiện tại tôi đang lắp kính gương chắn gương 7 màu. Thế nhưng mà chiếc này thì lại không có pin lock. Kính zin của nó thì có khe cài pin lock, nhưng mà Arai có một đặc điểm là không bao giờ bán kèm pin lock nha các bạn. Nếu mà các bạn mua về mà không thấy có pin lock thì không phải là do họ bị ăn bớt đâu, mà là họ không bán kèm. Chỉ có Shoei thì thường có kèm theo thôi. Cái kính của Arai này thì nó mở hơi khó chịu một chút, tôi sẽ hướng dẫn trong một bài khác. Nó cái hệ thống kính này nó rất chặt, cho nên là Arai thường là mỗi lần va chạm thì nó ít khi bị văng kính ra hơn. Và những cái mũ mà nó tháo kính dễ thì cái bù lại của nó là nếu mà trong trường hợp va chạm mà cái kính này hay bị bung ra và văng đi. Qua phần thông gió thì bây giờ tôi nói thêm về cái phần chắc nhiều người quan tâm đến là cái phần lót. Chiếc Quantum J này thì nó là dành cho mục đích chạy đường phố, cho nên là nó rất êm. Cái phần mút này, nếu mà các bạn nhìn ở đây thì nó sẽ hơi có một chút mịn mịn như lông, nó rất nhiều cái lông tơ nha nhỏ. Và cái độ mềm của nó cũng mềm hơn là những cái chiếc RX7. Bởi vì RX7 nó chạy track, cho nên là chỗ này nó sẽ cứng hơn một chút để nó ôm. Cái lông này tôi nghĩ là nó sẽ, trong tất cả những mũ tôi đội thì cái phần lông này có vẻ là thoải mái và thích nhất so với các cái mũ khác. Nó lúc mà tôi đội vào nó không cào vào hai bên má. Nếu mà một số cái loại mũ khác cái chỗ này nó cứng quá đến lúc mà đội đúng, khi mà nó đội đúng cỡ ấy, thì bao giờ là nó cũng sẽ có bên dưới này nó sẽ bé hơn và
đút vào nó hơi khó, cho nên là nó sẽ cào vào má, đỏ cả má lên. Nhưng mà chiếc này thì không. Đây là điểm tôi thích nhất trong cái lót của Arai này. Thì tất cả cái lót này thì đều có thể tháo ra và giọng giữ được. Nhưng mà tôi cũng hay đội mũ ninja để cho nó hạn chế, mũ trùm đầu ấy, cho nó hạn chế phải giọng. Cái khóa của nó đây thì là khóa double D-ring. Tôi cũng sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn và phân biệt các loại khóa và cách hướng dẫn cách sử dụng. Cái khóa này thì đây là cái, tôi nghĩ đây là khóa an toàn nhất trên thị trường hiện nay. Và gần như tất cả các mũ cao cấp mà thực sự là dành cho việc chạy nhanh ấy, thì chạy gắt ấy, thì nó đều dùng khóa này. Mũ này hiện tại Joker Helmet Shop nhận đặt còn rất nhiều màu nữa. Chúng tôi có catalog, tôi có thể cho các bạn xem bây giờ. Chiếc đây là catalog và đây là mẫu Quantum J mà các bạn đang xem trên video. Đây chính là chiếc này. Các cái mẫu khác nếu mà các bạn có nhu cầu, ví dụ như RX7X đây, Astral X. Dòng này thì nó có thêm một cái kính dâm gắn bên ngoài. Mẫu này, tất cả những mẫu này hiện tại chúng tôi nhận đặt chính thức từ Nhật. Và chiếc catalog này thì cũng được gửi từ Nhật về. Toàn bộ là tiếng Nhật hết. Mẫu 3/4 của Arai cũng tương đối đắt, nhưng mà tôi nghĩ là đắt rất là miếng. Đây là chiếc đắt nhất, chiếc carbon RC. Chiếc này thì giá tính sơ sơ nó rơi vào tầm trên dưới 60 triệu nó về đến tay. Đó, bởi vì thực ra đa số anh em ở đây đều chỉ hay nghe đến tên của AGV, cho nên là đa số là không biết đến cái Arai hay Shoei. Nhưng mà nếu mà các bạn hay đọc những cái review trên mạng ấy, thì ba loại mũ được ưa chuộng nhất thì thường là Shoei, Arai và HJC. HJC thì lại có cái dòng Rpha được đánh giá là dòng tốt mà vừa túi tiền nhất. Nó cũng rất nhẹ. Đấy là dòng cao cấp nhất của HTC. Và nếu các bạn hay xem video của mấy cái biker châu Âu ấy, thì là họ rất hay đội Rpha luôn. Và tôi sẽ có những cái bài, những cái video review về Rpha và Shoei sau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu cần tư vấn hoặc đặt hàng Arai Shoei từ Nhật thì các bạn hãy liên hệ với Joker Helmet Shop, số điện thoại 0947 609085, hoặc truy cập vào jokerhelmet.com như trong càng này đây. Và hãy nhớ đăng ký kênh của Joker Helmet Shop để nhận được những video mới nhất nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn.